Xin chào mừng ông bà, cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Mai Hiền Family, cuộc sống ở Nhật. Hôm nay là em đã rã đông mấy cái trái bắp mà em mua hồi mùa hè. Thì bây giờ mình sẽ nấu một cái món rất là dễ, đó là món xôi bắp nha cả nhà. Bắp này là em đã luộc chín xong rồi cắt đông nó, sau đó là bây giờ là em đã rã đông ra rồi, bây giờ mình sẽ ngồi mình tách hột ra nha cả nhà. Bắp này em mua á cả nhà, là người ta nói là bắp nó hơi cứng một xíu nha chị, xong rồi cũng cũng nói chung là em hồi xưa ở bên Việt Nam á là em rất là thích ăn bắp bắp hơi già một chút, xong rồi cái mình nấu cho nó thật là nhừ luôn, cái nó bị nó là nó mềm nó dẻo ra. Em nói ok không sao em, cái em đem em gửi về cho em cái như vậy nè. Trời ơi nó cứng ngắc à, em ăn không được luôn. Xong cái em mới nói thôi em luộc xong rồi em ăn không được, cái thôi em để đại vô em lột gì nè, xong cái em bỏ em đông đá. Rồi thôi không không biết làm gì luôn. Nhưng cái bây giờ đem đem ra ăn ăn thôi nó cũng hư. Đó là em rã đông xong rồi á. Bây giờ lột qua từng muối như thế này nè. Ở đây cũng dễ lột lắm cả nhà, có cái mũi dao hơi nhọn nhọn là cứ vậy, xong rồi cứ mình cắt nó cái chân nó đó, xong cái là mình lột ra được. Ở nhà em lột ba ba bắp nha. Đây ba cái bắp à, em đã gỡ được bao nhiêu đây? À, bây giờ em sẽ đi rửa nó. Em đi rửa nó cho nó sạch mấy cái rau nha ông bà cô chú. Cũng khá nhiều ha. Còn đây á, là nếp của Nhật. Em dùng nếp của Nhật luôn nha ông bà cô chú. Ở đây là em mua một bịch em để sẵn nhà vậy đó. Một bịch như vậy là được ký mấy á. Xong rồi cứ để vậy xong rồi nấu hoài. Rồi cứ lâu lâu nấu được lon như thế này thôi à, chứ không có nấu nhiều. Có một tay làm một tay quay, thành ra là nó hơi lộng cộng chút xíu. Ông bà cô chú xem bỏ qua cho mẹ con nha. Trời ơi đang lồng tiếng mà em bé nó đứng kế bên này nè. Lúc rày á vui lắm ông bà cô chú. Mỗi lần mà em lồng tiếng á em bé cứ sẽ chèn chèn theo. Mẹ 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 nói thì con bè theo vậy đó, mắc cười lắm. Là như là em không cho em nói chuyện hay là em muốn nói chuyện lắm hay sao rồi á. À, em bé được nói được ma 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 cả nhà, mà mất mà mỗi lần mà khi nào mà gọi mẹ kiếm mẹ khóc á thì mới ma ma ma, chứ còn bình thường á là kêu kêu mẹ đó. Mama ma 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 chứ mà bình thường kêu kêu mama đi là không bao giờ kêu, nó chưa có biết nói, nó biết đứng chựng chựng, đang chừng chừng phá đây nè nha ông bà cô chú. Một lon nếp bây giờ là em đã rửa sạch sẽ, em vo sạch nếp rồi nè nhà cả nhà. Còn đây là bắp của em nha, đây là ba trái bắp em lột ra nó được nhiêu đây đây. Nhưng mà bắp nhiều quá nên là em dùng chắc em dùng phân nửa cái này à, em không có cân không có đông cân gì hết nha cả nhà nha. Cả nhà có nghe gì ồn ào không? Thủ phạm gây ồn ào đi, nãy giờ là quậy gì đó. No 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 no. Con đợi mẹ xíu nữa nha. Mẹ bắt bếp lên xong rồi là mẹ bé nha. Ba nắm. Gần hai ha, gấp đôi. Em vừa vừa chừng chừng như vậy nè cả nhà, chứ em cũng không biết canh làm sao đâu, cũng không biết được nữa đó. Sẽ để vào đây một tí muối rồi mình sẽ bắt lên bếp thôi. Mày bắt bếp bắt nồi cơm điện chứ.
Sáng giờ mẹ nấu xong rồi mẹ mới đi đưa con đi đi khám da với lại là đi bệnh đi đi siêu thị về. Đây nó dẻo như thế này nè ông bà cô chú. Dẻo. Vừa nước vừa luôn, không có mềm quá mà cũng không có khô quá, nó dẻo như thế này. Trộn đều lên, nếu mà mọi người cả nhà mà ăn ngọt thì có thể để đường hoặc nước cốt dừa vô. Hôm nay em sẽ ăn xôi mặn nha. Em sẽ ăn chung với lại là chà bông nè. Pate. Với lại là một ít tép rang mặn á cả nhà. Đây này là tôm, đây là tôm đất. Tép tép tôm á, tôm hả? Tôm đất á. Nó mềm giỏ lắm, thành ra là mình ăn rất là ngon, dễ, rất là dễ ăn. Cái này em găm mặn, để mặn mặn ngọt ngọt á. Xong rồi cái mình ăn với cháo hay với cơm thì cũng được nữa. Đó. Xong cái mình gắp lên đây một ít hành phi. Yes. Chà nhìn nó không có màu mè gì hết á. Đấy vậy là thành phẩm đó ông bà cô chú ơi. Đây hôm nay Leo ăn cá hầm với lại là rau củ. Còn bên đây là thịt bò hầm rau củ. Còn đây là rau của con. Ăn mỗi ngày ăn vậy đó ông bà cô chú. Ở lúc gài ăn có hay bị đứng lên cái ghế này nè. Đứng lên trên đó hay là ba gài lúc này rồi. Với lại là cho hạ cái ghế thấp xuống một xíu rồi đó. Thành ra là lùng tịch ở dưới vậy đó. Nhưng mà vậy đấy chứ vẫn đứng lên nè. Bữa nay ăn trễ rồi nè. Đói không? Đúng không con? Đói không? Hôm nay mẹ sẽ ăn xôi nha. À phần của con thì còn lại một miếng hồng nữa, trái cây á. Này. Ông bà cô chú ăn cơm nha. Con thì lùng tịch ở dưới, mẹ thì ngồi ở trên cao như thế này. Dậy quá. Con ăn bò không? Thịt bò hầm với lại khoai tây. Dậy quá. Cơm của con nè. Dậy dữ vậy ta. Lấy ăn cái nào. Mày hả? Yeah. Mới uống nước trà xong ướt hết cái áo rồi mẹ mới cho mặc cái áo này. Rớt đâu rồi? Trời ơi, cầm cũng không yên nữa, rớt vô áo là gì rồi? Đâu? Nè, rớt vô cái áo rồi nè. Ngon quá. Ngon quá. Nếp dẻo dẻo ngon lắm ông bà cô chú. Cái phần bắp á cũng ăn cái mình đụng nghe miếng bắp mình bụp bụp. Ngon quá. Mốc lớn Leo ăn cơm với mẹ nha. Leo lớn Leo ăn nhiều món. Ăn nhiều món Việt Nam nha. Nha. Yeah. Leo bắt đầu ăn cơm hơi mềm rồi ông bà cô chú. Đó là ăn cơm, nấu cơm hơi nhão cho con một chút xíu, con ăn hơi cứng cứng rồi. Chứ không có còn ăn cháo nữa. Đó, bắt đầu đứng dậy nè, bắt đầu đứng dậy nè. Bắt đứng dậy nè, đó, mê lắm. Yeah. Đứng dậy liền luôn. Lấy cái nào? Con lấy cái nào? Đây. Bye bye bà cô chú đi. Bye bye bà cô chú cho mẹ ăn cơm lẹ chứ để quay phim là mẹ giỏi dữ vậy ta.
Bye bye mà cô chú ạ. Bye bye. Ăn gì? Ngoài chi không? Ngon không? Cho con bye bye mà cô chú cho mẹ coi coi. Mẹ ăn cơm lẹ. Đó, vậy quá. Mẹ cô ăn sạch sẽ, em bé cũng đã ăn sạch sẽ. À không, còn thừa một miếng nha ông bà cô chú. Hôm nay em bé ăn thừa một miếng nha. Đây xong trái cây với xong phần thịt heo bò rồi. Bây giờ em bé ăn xong rồi đây. Giờ tắm rửa đi ngủ. Đây con bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú. Ông bà cô chú yêu thương và ủng hộ hai mẹ con thì cho hai mẹ con xin thêm một like nè, một kênh đăng ký cũng như là chia sẻ video nha ông bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Thế. Sợ. Ok.